Cô mến chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường. Hôm nay, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu sang chương 7, sự tiến hóa của động vật. Trong chương này, chúng ta cùng hệ thống lại những ngành, những lớp động vật đã học, xem chúng có sự tiến hóa như thế nào. Và bài đầu tiên trong chương đó là bài 54, tiến hóa về tổ chức cơ thể. Hãy kể tên các ngành động vật em đã được học đó là gì nè? Ngành động vật đầu tiên các em học đó là ngành động vật nguyên sinh, bao gồm các đại diện như là trùng biến hình, trùng roi xanh, trùng dày và tập đoàn von Vogt. Kế đến đó là ngành ruột khoang, bao gồm các đại diện như là thủy tức, sứa, hải quỳ và san hô. Tiếp theo nữa đó là các ngành giun, ngành giun dẹp như là sáng lá gan em đã được học nè, ngành giun tròn đó là đại diện là giun đũa, ngành giun đốt như là giun đất, đĩa và rươi vân vân. Còn ngành thân mềm như là trai nè, sò, nghêu, ốc, mực, bạch tuộc ha. Còn ngành chân khớp bao gồm có 3 lớp, các em cũng đã được học đó là lớp giáp xác nè, lớp hình nhện và lớp sâu bọ. Cuối cùng đó là ngành động vật có xương sống, bao gồm có 5 lớp. Thứ nhất đó là lớp cá, thích nghi hoàn toàn với đời sống ở trong nước nè. Thứ hai đó là lớp lưỡng cư, thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. Thứ ba đó là lớp bò sát, thích nghi với đời sống là hoàn toàn trên cạn nơi khô ráo. Thứ tư đó là lớp chim, thích nghi với đời sống là bay lượn. Và cuối cùng đó là lớp thú, là lớp động vật có cấu tạo tiến hóa nhất mà em đã được học. Và em cũng lưu ý điều này, tất cả những ngành động vật các em đã được học, chúng có sự tiến hóa và được sắp xếp từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp và cuối cùng đó là hoàn thiện nhất. Như vậy, tiến hóa về tổ chức cơ thể là quá trình như thế nào? Các em biết rằng đơn vị cơ sở nhỏ nhất để cấu tạo nên cơ thể đó là gì nè? Đó chính là tế bào. Tế bào là đơn vị cơ sở nhỏ nhất cấu tạo nên cơ thể. Nhiều tế bào xuất hiện có hình dạng cấu tạo giống nhau cùng thực hiện chung một nhiệm vụ, đó chính là mô. Và nhiều mô xuất hiện sẽ tạo nên cơ quan hay là bộ phận của cơ thể ha. Và khi các cơ quan đó xuất hiện, hoàn chỉnh dần sẽ tạo nên một hệ cơ quan nào đó. À, đến đây chúng ta dừng lại một chút xíu để chúng ta tìm hiểu rõ hơn nha mấy em. À, cô lấy ví dụ, những hệ cơ quan mấy em đã được học qua các đại diện như là hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ sinh dục, hệ vận động, v.v. Thì trong mỗi hệ cơ quan đó có nhiều cơ quan tạo thành, ví dụ như là hệ tiêu hóa chẳng hạn. Thì hệ tiêu hóa gồm có ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Thì trong ống tiêu hóa đó bắt đầu là cơ quan miệng, đến cơ quan hầu, thực quản, nè, dạ dày, nè, ruột non, ruột già, trực tràng và tận cùng đó là hậu môn. Đó. Như vậy cho thấy trong mỗi hệ cơ quan thì có nhiều cơ quan để tạo nên hệ cơ quan đó. Và cuối cùng tổng hợp nên nhiều hệ cơ quan đó chính là cơ thể. Như vậy, sơ đồ này thể hiện các mức độ tiến hóa về tổ chức cơ thể của động vật nè. Để củng cố thêm thì các em hãy làm bài tập sau. Em hãy quan sát các hình trang 177 ở sách giáo khoa và kết hợp những kiến thức em đã được học để hoàn thiện bản trang 176 là so sánh một số hệ cơ quan của động vật. Thì qua cái bản so sánh này để thấy rõ hơn mức độ tiến hóa về tổ chức cơ thể của giới động vật mà em đã được học như thế nào. Đầu tiên em quan sát trùng biến hình ha, thì em đã được học rồi, trùng biến hình là động vật nguyên sinh, đúng chưa? Và cơ thể của nó đơn bào rất là đơn giản, chưa phân hóa thành các cơ quan bộ phận nào hết. Kế đến chúng ta sẽ quan sát thủy tức nè, nó thuộc ngành ruột khoang và cơ thể là đa bào, tiến hóa hơn so với động vật nguyên sinh. Và nó là động vật đầu tiên xuất hiện hệ thần kinh, gồm các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể, tạo nên hệ thần kinh hình mạng lưới. Và lưu ý mấy em, hệ thần kinh hình mạng lưới ở thủy tức này còn đơn giản lắm, cho nên cái phản xạ của thủy tức trước những kích thích từ bên ngoài môi trường chưa có được chuẩn xác như những động vật sau này. Ví dụ như khi em dùng một vật nhọn nào đó, em tác động vào một vị trí nhỏ trên cái tua miệng của nó thôi, thì cả cơ thể của nó đều phản ứng lại cái kích thích này. Đây là đáp án em hãy sửa vào. Về hệ sinh dục thì em thấy trùng biến hình nè, chưa có sự phân hóa, nó sinh sản vô tính theo kiểu là phân đôi cơ thể. Còn thủy tức, hệ sinh dục được hình thành nhưng chưa có ống dẫn, còn đơn giản. Đại diện tiếp theo đó là giun đất.
thì dung đất thuộc ngành dung đốt ha. Em quan sát hình nè, hệ thần kinh của dung đất tiến bộ hơn, đó là các tế bào thần kinh không còn nằm rải rác khắp cơ thể như ở thủy tức, mà tạo nên dạng chuỗi hạch, có hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng, cho nên phản xạ của cơ thể dung đất trước những kích thích từ môi trường bên ngoài sẽ chuẩn xác hơn so với lại con thủy tức. Thì như các em đã học, cô chỉ nhắc lại, dung đất là động vật đầu tiên xuất hiện hệ tuần hoàn, thì hệ tuần hoàn của dung đất còn khá đơn giản, chỉ gồm có các mạch, bao gồm mạch lưng, mạch bụng và mạch vòng, đặc biệt là các mạch ở vùng hầu có vai trò như tim, còn gọi là tim bên. Như vậy, tim của dung đất chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ mạch của nó là hệ mạch kín, có nghĩa là máu lưu thông trong hệ mạch được khép kín, gọi là hệ tuần hoàn kín. Và em còn nhớ ở dung đất, da của nó có màu phớt hồng, bởi vì dưới da của nó có nhiều mạch máu giúp cho nó trao đổi khí qua da một cách dễ dàng hơn. Tiếp theo là con châu chấu. Châu chấu là đại diện cho ngành chân khớp. Em quan sát hình ha, thì ở đây châu chấu hệ hô hấp của nó là hệ ống khí rất là phát triển, nó phân nhánh chằng chịt để mang oxy đến tận tế bào, thì bên ngoài ống khí đó được nối với các lỗ thở ở hai bên bụng của nó. Như vậy châu chấu hô hấp bằng hệ ống khí. Và đây là đáp án tiếp theo của hai đại diện, đó là dung đất và châu chấu. Thì hệ tuần hoàn của châu chấu nó khác so với hệ tuần hoàn của dung đất ở chỗ là hệ tuần hoàn hở, có nghĩa là máu lưu thông trong hệ mạch hở không được khép kín. Về hệ thần kinh thì ở châu chấu hệ thần kinh của nó có sự phân hóa và phát triển hơn so với lại dung đất ở chỗ là gì? Nó có hạch não lớn hơn nè, hạch dưới hầu, chuỗi hạch ngực và hạch bụng. Đó, cho nên cái hoạt động sống của châu chấu nó linh hoạt và phức tạp hơn so với con dung đất. Tiếp theo chúng ta sẽ xét năm đại diện còn lại, đó là cá chép, ếch đồng, thằng lằn, chim bồ câu và thỏ. Thì tất cả năm đại diện này đều thuộc ngành động vật có xương sống. Hệ hô hấp của các đại diện này thì như thế nào? Thứ nhất, cá chép thì hô hấp bằng mang nè. Ếch đồng so với cá chép thì nó bắt đầu lên cạn sinh sống, nên nó xuất hiện thêm phổi để hô hấp trên cạn. Tuy nhiên phổi của nó còn mỏng và đơn giản, nên hô hấp qua da là chủ yếu. Còn ở thằn lằn, đại diện cho lớp bò sát, thích nghi với đời sống hoàn toàn trên cạn nơi khô ráo, không lệ thuộc vào môi trường nước nữa, cho nên phổi của nó hoàn thiện hơn so với ếch. Trong phổi của nó có nhiều vách ngăn nè, nhiều mao mạch giúp cho nó trao đổi khí và nó hô hấp hoàn toàn bằng phổi. Về chim bồ câu thì trong phổi của nó là một hệ thống ống khí thông với hệ thống chính túi khí như các em đã được học, giúp cho nó thích nghi hoàn toàn với đời sống là bay lượn. Cuối cùng đó là thỏ, đại diện điển hình cho lớp thú. Thì phổi của nó có cấu tạo hoàn thiện nhất. Trong phổi có nhiều túi phổi nhỏ hay còn gọi là phế nang, giúp làm tăng diện tích trao đổi khí của phổi. Ngoài ra, sự thông khí ở phổi còn có sự tham gia của cơ hoành cùng với cơ liên sườn. Thì đặc điểm này chỉ có ở lớp thú ha. Sau đây chúng ta sẽ xem xét tiếp hệ tuần hoàn của ngành động vật có xương sống các em đã được học. Thứ nhất đó là cá nè, em còn nhớ ha, tim của nó có hai ngăn, một tâm nhĩ, một tâm thất và có một vòng tuần hoàn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. Kế đến là lưỡng cư thì tim có ba ngăn, có hai tâm nhĩ, một tâm thất, hai vòng tuần hoàn và máu pha đi nuôi cơ thể. Bò sát tiến hóa hơn một chút đó là tim có ba ngăn và tâm thất đã có vách hụt cho nên máu pha ít hơn và cũng có hai vòng tuần hoàn. Ở chim và thú thì hệ tuần hoàn của nó hoàn thiện nhất với tim bốn ngăn hoàn chỉnh, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. Nó có sự trao đổi chất mạnh và là động vật hằng nhiệt. Như vậy, ngành động vật có xương sống so với các ngành động vật trước đó thì hệ tuần hoàn của nó đã có tim, có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín. Còn về hệ thần kinh thì như thế nào? Hệ thần kinh của ngành động vật có xương sống từ lớp cá cho đến lớp thú em đã được học, nó đã phân hóa thành dạng hình ống bao gồm có bộ não và tủy sống. Như vậy, nó tiến hóa hơn hẳn so với hệ thần kinh dạng mạng lưới hay dạng là chuỗi hạch. Đây là đáp án của ngành động vật có xương sống, các em hãy sửa vào. Về tuyến sinh dục của động vật có xương sống thì đã có ống dẫn. Tuy nhiên, từ lớp cá đến lớp thú, tuyến sinh dục có cấu tạo, tiến hóa dần và hoàn thiện nhất đó là ở lớp thú như các em đã được học. Như vậy, trong quá trình tiến hóa của động vật, các hệ cơ quan có sự hình thành nên các bộ phận mới, đó chính là sự phân hóa. Và các bộ phận mới này sẽ được hoàn thiện dần để đảm bảo một chức năng sinh lý phức tạp nào đó của cơ thể, đó chính là sự chuyên hóa. Thì qua đó giúp cho động vật thích nghi được với những điều kiện sống đặc trưng ở mỗi nhóm động vật khác nhau.
Sau đây chúng ta cùng phân tích sự phân hóa và chuyên hóa như thế nào của hệ hô hấp trong quá trình tiến hóa của động vật nhé. Ở trùng biến hình và thủy tức thì hệ hô hấp chưa có sự phân hóa, còn rất là đơn giản, cho nên mọi hoạt động trao đổi khí đều thực hiện qua màng cơ thể hoặc là qua thành cơ thể. Ở dung đất, dưới da của nó có nhiều mạch máu giúp cho nó trao đổi khí qua da dễ dàng hơn. Ở châu chấu thì hệ hô hấp của nó là hệ thống ống khí rất là phát triển, mang oxy đến tận các tế bào. Điều này đáp ứng đủ oxy cho cơ thể hoạt động tích cực của các loài sâu bọ. Ở cá chép thì nó thích nghi hoàn toàn với đời sống ở trong nước, cho nên hệ hô hấp của nó là hình thành nên các lá mang. Ếch đồng có đời sống khác so với cá chép là nó bắt đầu lên cạn để sinh sống, cho nên ngoài hô hấp qua da thì nó có thêm phổi để hô hấp khi ở trên cạn. Thằng lằn thì phổi của nó tiến bộ hơn so với ếch đồng, đó là trong phổi nó có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch hơn để giúp cho nó trao đổi khí một cách tốt nhất khi mà nó sống ở trên cạn nơi khô ráo. Ở chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn, cho nên phổi của nó có những biến đổi khác đi để thích nghi với đời sống bay, đó là trong phổi là một hệ thống ống khí thông với hệ thống chính túi khí. Và đại diện cuối cùng đó là thỏ thuộc lớp thú, là động vật tiến hóa nhất, cho nên phổi của nó có cấu tạo hoàn thiện hơn so với những động vật trước đó. Trong phổi của nó có nhiều túi phổi nhỏ hay còn gọi là phế nang. Điều này giúp cho nó tăng hiệu quả quá trình trao đổi khí một cách tốt nhất. Các em hãy làm bài tập ở phía sau vở nhé. Em hãy phân tích sự phân hóa và chuyên hóa của các hệ cơ quan còn lại trong quá trình tiến hóa của động vật, thì dựa vào cái bảng trang 176 các em đã làm và đã sửa. Đây là nội dung chính của bài học hôm nay, đó là kết luận ở khung hồng sách giáo khoa trang 178. Các em hãy ghi vào vở nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Em hãy thực hiện lời dặn dò trên. Hẹn sớm gặp lại các em.